Thị phần Bitcoin tiếp tục rơi hả ta? Rơi kiểu này chắc về 40% quá. Ok, xin chào anh em, lại là Huy đây. Và trong cái video ngày hôm nay thì như anh em cũng đã thấy thì cái thị phần của Bitcoin nó đang vẫn và đang tiếp tục giảm rất là mạnh về cái vùng sắp tới mà mình nghĩ là nó sẽ về vùng 40% của thị phần Bitcoin trên cả thị trường crypto ha. Và ok, và cái video ngày hôm nay của chúng ta sẽ có chủ đề là gì? Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề là những cái đồng altcoin mà chúng ta nên chú ý trong tháng 5 này để kiếm được các cái mức lợi nhuận tốt ha. Và video này được tài trợ bởi Coin98 Wallet, là một ví lưu trữ tiền điện tử lớn nhất và tốt nhất hiện nay ha anh em. Và nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để tra tấn nút like và subscribe kênh ha. Và comment phía bên dưới video này những ý kiến nhận định cũng như là một cái đồng altcoin mà anh em đang quan tâm và muốn mình phân tích ở các số video altcoin tiếp theo thì mình sẽ phân tích giúp cho anh em nhé. Và để không mất thời gian của anh em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh em thấy là hiện tại thì cái thị phần của Bitcoin nó vẫn tiếp tục giảm. Nó đang giảm rất là mạnh ha. Đây là cái nến tuần. Và nến tuần mà nó giảm một mạch rơi mạnh như vậy, đây là một cái tình trạng rất là tốt. Và nó cũng khá là, mình thấy là nó cũng khá là rủi ro khi mà nó rơi một mạch mạnh như vậy thì cũng chưa có một cái đợt nào điều chỉnh hồi trở lại cả. Và nếu mà nó thị phần Bitcoin mà nó hồ lên á thì khả năng cao nó sẽ hồ rất là mạnh và giá của Bitcoin nó sẽ bất ngờ là nó sẽ tăng mạnh ha anh em, nó có thể là nó vượt ATH và nó sẽ hút cái vốn hóa quay trở về với lại Bitcoin. Và mình nghĩ là đây là cái thời điểm mà altcoin nó vẫn còn pump thì chúng ta nên tận dụng đòn bẩy để trade margin altcoin ha. Còn Bitcoin thì khi nào mà chúng ta thấy trên khung ngày mà nó chuyển sang cái setup, đó là setup pin ba mà rút chân dài thì chúng ta mới chuyển qua chú ý sang Bitcoin ha. Và với cái tình hình là vốn hóa hiện tại vẫn đang giữ được cái trên cái mức là 2.400 tỷ đô, anh em thấy là vốn hóa vẫn đang rất là nhiều ở trên thị trường. Và hiện tại thì trong 7 ngày vừa rồi thì altcoin nó bơm rất là kinh ha. Và trong 24 giờ vừa rồi thì Bitcoin nó giảm 1,4% này. Ok. Và hiện tại thì mình thấy rằng là dòng tiền nó vẫn đang nằm ở trong những cái đồng coin tốt. Và hiện tại thì mình vẫn đang trade margin long những cái đồng coin tốt khi mà nó điều chỉnh ha anh em. Và khi mà cái thị phần của Bitcoin mà nó giảm mạnh như vậy á, và như anh em thấy là cái bảng money flow hiện tại nó đang khá là đúng với tình trạng đó là thị phần Bitcoin nó giảm và Bitcoin hiện tại nó đang sideways trong cái kênh giá ha, như mình phân tích ở các số video mà hôm qua thì cái số video đó vẫn còn hiệu lực trong vòng tầm một tuần nữa, cho nên anh em nhớ quay trở lại sell theo dõi và cập nhật những cái view ha. Ok, và tiếp tục thì anh em thấy là cái vốn hóa của thị trường altcoin nó đã vừa phá cái vùng kháng cự 1.000 tỷ đô và những ngày vừa rồi anh em thấy là nó liên tục phá cái vùng ATH và hiện tại nó đang chạm cái mức là 1.268 tỷ đô ha. Vốn hóa thì cả thị trường á là nó là 2.400 tỷ đô nhưng mà vốn hóa altcoin nó đã là 1.268 tỷ đô rồi ha anh em. Đây là một cái mức coi là dòng tiền nó đang hút vào altcoin khá là nhiều khi mà anh em thấy là cái chặt của vốn hóa altcoin nó đang bùng rất là mạnh ha. Em thấy hiện tại thì nó vẫn còn được đỡ bởi cái đường EMA 89 này rất là xa, cho nên mà nếu mà nó khó để sập ngay lập tức được, kèm với lại cái việc đó là những cái lượng cung của Bitcoin trên sàn thì hiện tại đang rất là ít và hầu hết là những cái tổ chức tài chính lớn đang nắm giữ chứ không phải là nhà đầu tư nhỏ lẻ, cho nên nó khó xảy ra tình trạng bán tháo. Và vì vậy là khi mà Bitcoin như anh em thấy là 2017 thì Bitcoin nó bị bán tháo thì Bitcoin giảm và kéo theo đồng loạt altcoin nó giảm rất là mạnh, nó bị sốc luôn ha. Ok, và không lòng vòng nữa thì chúng ta sẽ đến với những cái đồng altcoin mà chúng ta nên tập trung chú ý. Đầu tiên sẽ là đồng altcoin Litecoin. Đây là đồng loạt altcoin mà trước đây là mình đã có mua khá là nhiều ở những cái vùng giá mà mình đã có phân tích. Vùng đầu tiên là anh em thấy là khi mà nó vừa break khỏi cái đường trend là giảm này nè, đường màu trắng này ha, nó break lên thì mình mua ở vùng 91 đô một lần. Vùng vùng thứ hai là vùng 138 đô khi mà nó break lên vùng kháng cự này và nó retest lại, anh em thấy là nó break lên cái vùng kháng cự này ha và nó retest lại
Vòng thứ ba đó là vòng 177 đô khi mà nó cũng vừa phá kháng cự này và nó retest lại. Vòng thứ tư nó là cũng vòng 239 đô, anh em thấy là nó cũng vừa phá lên mà nó retest lại rất là đúng. Cái riêng cái đồng Oncoin Litecoin này là đồng coin mà nó đã tồn tại rất là lâu rồi và nó cũng đi rất là đúng theo kỹ thuật ở trên cung tuần. Anh em thấy hiện tại nó đã pump gần như là vượt sắp vượt ATH rồi ha, vượt cái mức giá cao nhất của nó ở trên sàn Binance. Hiện tại thì mình thấy rằng á, kịch bản nó đang lặp lại. Đó là cái kịch bản cái đường trend là giảm trên cái chỉ báo RSI này. Nên thấy là về quá khứ thì khi mà nó break lên cái đường RSI, RSI nó break lên cái đường trend là màu trắng này thì nó giá của Litecoin, anh em thấy là giá, thấy giá của Litecoin nó bùng rất là mạnh luôn ha. Nó bùng từ đó đến bây giờ. Hiện tại anh em thấy là nó giá của nó cái đường RSI nó cũng vừa break cái đường trend là giảm này. Cho nên em thấy là khả năng cao ATH của Litecoin nó sẽ không còn giữ được lâu nữa. Và mình thấy rằng là Litecoin nó vẫn đang trong một cái đà tăng rất là mạnh mẽ. Và đây là đồng coin top luôn. Cho nên là đồng coin Litecoin này sẽ là ưu tiên hàng đầu của mình trong cái việc mình try merging đồng bảy cũng như là mình hold spot ha. Ok. Và đồng tiêu hóa thứ hai đó là đồng RAM. Thì đồng coin RAM này thì nó đã được list ở trên sàn Binance và nó bùng rất là mạnh lên hơn một đô. Và ngay sau đó nó bị xả, sau khi mà nó pump mạnh như vậy thì nó phá đường trendline giảm này, xin lỗi anh em, nó phá cái đường trendline tăng và nó giảm rất là mạnh. Hiện tại nó đã giảm khá là mạnh rồi, hiện tại nó cũng đã break được cái vùng chuyển xu hướng giảm sang xu hướng tăng ở trên vùng 4 giờ rồi. Cho nên là mình đã đo Fibo và mình thấy rằng cái đồng coin này trong tháng tới, trong tháng này nè, tháng 5 này nè, khả năng cao nó sẽ retest lại cùng 0.5 và nó sẽ pump. Cho nên là mình đang ngắm nghía cái đồng coin này và soi để mình mua thêm những cái đồng coin về RAM này ha. Cái đồng coin này á, là coin hệ hệ sinh thái của Solana và nó thuộc dạng coin là coin lending borrowing. Và hiện tại thì cái anh em thấy là cái trong DeFi thì cái hệ coin lending borrowing này nó đang có cái TVL là lớn nhất top 3 trong cái DeFi. Và đây là mình coi mình thấy là nó cũng có ảnh hưởng đến những cái đồng coin hay trong hệ khác như là Solana ha. Và đồng RAM này anh em thấy là vốn hóa của nó rất là bé, chỉ có 165 triệu đô thôi. Và hiện tại nó đang lên hầu hết các sàn lớn rồi. Chỉ còn Coinbase thôi. Hiện tại thì nó đã có sản phẩm thực tế là cho người dùng staking cái tài sản của họ luôn ha. Sắp tới là có thể là nó staking derivative luôn. Hiện tại thì mình thấy là cái biểu đồ của nó cũng khá là đẹp, cho nên là mình cũng canh mình mua thêm những cái đồng coin như thế này. Và đồng coin này thuộc dạng low cap và anh em thấy rằng á, trong một cái mùa altcoin season thì dòng tiền nó sẽ được đổ từ coin top sang coin mid cap và coin mid cap nó sẽ boom, và sau khi mid cap boom xong thì dòng tiền nó sẽ tiếp tục sang low cap ha. Và low cap đó là những cái đồng coin như cái đồng RAM này nè. Và low cap nó boom mạnh mẽ xong xong đó thì dòng tiền nó sẽ chuyển về lại Bitcoin ha, thì nó sẽ kết thúc một quy trình. Ok, và đây là cái đồng coin low cap mà mình sẽ dự định mà mình sẽ mua mạnh. Ok, và tất nhiên là cái video này là mang mục đích thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư, cho nên là mọi sự lựa chọn của anh em á, thì anh em nhớ cân nhắc rất là kỹ ha. Ok, và đồng coin cuối cùng mà mình muốn phân tích ở đây đó là cái đồng Matic Polygon. Thì đồng Matic này anh em thấy là hiện tại thì nó đang rất là thành công với lại cái hệ sinh thái Polygon, và cái layer 2 của nó, cái layer 2 của nó đang rất là thành công, hợp tác với khá rất là nhiều dự án và nhiều dự án đó họ đã nâng cấp lên cái layer 2 rồi. Và sắp tới thì họ đã tung ra một cái quỹ được quỹ trị giá 100 triệu đô để hỗ trợ cho các cái việc áp dụng DeFi ha. Và nên thấy hiện tại thì dự án này cũng trong quá khứ thì nó cũng đã bùng rất là mạnh, trong thời gian gần đây á nó đã bùng rất là mạnh. Hiện tại thì nếu như mà tầm nhìn dài hạn thì mình thấy rằng cái đồng coin này nó có thể là nó tăng lên đến tận là 2 đô cho đến 3 đô ha. Và hiện tại thì mình sẽ vẫn canh mua khi mà nó break khỏi cái đường trend là giảm này, cái kênh giá giảm lại trên 0.4 giờ, hoặc là nó sẽ chạm về cái vùng Fibo ở đây. Fibo sát nhau ở đây là vùng 0.66 độ đối với cái đồng Matic ha, hoặc là mình trade merging long cái đồng Matic này. Ok, và đây là những cái đồng coin mà mình thấy rằng là nó sẽ có thể là nó sẽ tăng mạnh trong tháng 5 này. Và anh em nhớ xem video này thì anh em nhớ cáp cái màn hình lại để chúng ta theo dõi ha. Ok,
Và cái video này của mình đến đây là kết thúc. Và nếu anh em nào muốn tham gia vào group Telegram thì mình để trao đổi với nhau hoặc là tham khảo thì anh em có thể tham gia bằng cách là mỗi video mình sẽ có một cái đường link Telegram group, anh em bấm vào nó sẽ đưa anh em vào group Telegram thì mình, thì trên đây là có hơn 15.000 thành viên rồi, anh em vào đây sẽ được trao đổi với rất là nhiều người ở trên này để học hỏi thêm kiến thức ha. Ok, và cái video này của mình đến đây kết thúc, và xin cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở các số video tiếp theo.